เดินหน้า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 
แรงของรถเถียงเนี่ยก็ถือว่าก็ถือที่สุดเลยอย่างมาซาก็ถือว่าทำไมต่างจากมาซาเอากลุ่มมาเที่ยวกลุ่ม400คนแล้วก็เที่ยวนี้tại buôn làng Bon Cu Con và trường tiểu học ở nơi Trang Lơn ở nghĩa Tâm Gian nghĩa Đắk Nông cả nhà. Để lan truyền cái năng lượng đồng cảm lên nha. Rồi. Thầy nói là trong quá trình mà muốn lăn thì yêu cầu là quan hệ các bạn là muốn để dưới nha. Cả nhà ơi, ngày hôm nay là Mai Lisa, chị Phan Thị Mai và anh Thành Kim Khánh sẽ trao gần 400 người phần quà cho tất cả các trẻ em ở cái buôn làng Bon Cu Con các nhà. Bây giờ ai cũng lấy hả? Con đang có dép hả? Con đi lấy đôi dép nào. Dép của con có dép, lấy đôi dép. Con có dép hả? Con không có dép hả con? Con không biết nói tiếng Kinh hả? Thế bây giờ là em con không có dép luôn, lấy trên đất luôn hả? Trời ơi, này nhìn quay này, con biết nói tiếng Kinh không? Em biết nói tiếng Kinh không? Em không biết nói tiếng Kinh hả? Con có dép rồi, bạn này chỉ có dép rồi. Bây giờ để cô Mai đi coi để có đôi dép nào. Ồ, đây hả? Cô bé đi. Đúng rồi. Con nói gì vậy? Con nói gì à? Bạn có dép hả? Không có bạn đâu. Bạn có dép này. Ở đây thì đa số là các em bé ở đồng bào Mông và Mơ Nông ở tỉnh ở huyện Đắk Nông nha. Em phải theo Ngọc rồi chứ. Xinh gái quá trời luôn. Đúng rồi, xinh gái quá trời luôn. Rồi, con ngồi đó nha, tí là cô lấy dép này, cô tặng con nha. Ngọc đó rồi. Đừng có trời ác em. Mỗi phần quà sẽ bao gồm là
hộp sữa nè, hộp uống sữa nè, bánh trung thu nè, và bánh khoai tây và phát sữa cho các bé, mì tôm, mì chả gà. Thank you.
We'll be right back.
hộp lại đi, nó không ăn đâu. Thank you.
Đây sẽ là những cái suất ăn tối cho các bé nữa chị. Chương trình là đem họ tặng gần nơi trao tặng gần 400 phần quà cho trẻ em ở buôn làng Bon Bu Con và ở trường tiểu học Trang Lân của nhà. Hôm nay là ngày 28 tháng 9 năm 2023 đó. Và ở xã buôn làng đó là huyện xã Nghĩa Tân, huyện Giang Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. Trao tặng những phần quà cho các bé nè, để các bé có một là cái Tết Trung Thu thật là ấm áp và hạnh phúc, cũng như là hôm nay là có gà rán nè, bánh và kẹo để cho các bé cùng nhau ăn uống vui vẻ luôn nha. Vừa có gà rán ăn, vừa có bánh kẹo, vừa có quà. Rất là vui luôn, tại vì không khí cực kỳ nồng nhiệt luôn. Quá là vui luôn và quá là ý nghĩa luôn nha. Bây giờ các chị chia sẻ tương lai của nhà Mai Sa các chị nha. Bán tiền nhà Mai, chia sẻ tương lai của nhà Mai Sa rộng rãi lên các chị. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
và đi đến cái xã này là một cái xã cực kỳ là khó khăn của Đắk Nông luôn, để trao tặng tay là 400 phần quà cho tất cả các em nghèo nè, cũng như học sinh ở trường Tân Lơ và xã ngoài những phần quà ra, sau gần những phần gà rán cho các bé ăn tối. Các bé dễ thương quá, cảm ơn Thúy Hằng rất là nhiều nha. Nhìn các em thật háo hức, đúng rồi, các em rất là háo hức luôn. Về hôm nay vừa được chơi trung thu nè, vừa được ăn bánh ăn kẹo rất là nhiều luôn, cũng như được chị Mai Vận Thắng trao những phần quà cực kỳ là ý nghĩa luôn nha. Cho nên ngày hôm nay bé nào cũng rất là hào hứng nè, vui vẻ và đón chờ những phần quà mà chị Mai Vận Thắng gửi đến cho các bé luôn. Đi chơi trung thu à? Ôi sao thấy mà cái buổi cười bé đi mất. Cảm ơn các bạn nhá. Và các bạn ơi, các bạn biết gì là không? Cái to lên à? Ôi các bạn giỏi quá. Các bạn tớ xin giới thiệu tớ là người tớ biết gì là hôm nay. Hôm nay tớ xuống đây để làm cái cơm. Vậy vậy phải có chúng mình các người chơi cơm không? Các bé háo hức các chị, vô cùng là háo hức luôn, gần 400 phần quà cho tất cả các bé, cho tất cả các bé tại buôn làng của con và trường tiểu học nơi trên đây. Hôm nay là ngày 5 tháng 8 xã Nghĩa Tân, huyện Đắk Nông. Thì một phần quà cho gần là thay sữa nè, sữa nè, rồi cho các bé là tập mỗi đi học đúng không, sữa rồi bánh trung thu, lồng đèn và những phần gà rán và khoai tây cho bé ăn buổi tối. Và các em học sinh cả có mặt tương tự trong công ty bánh kẹo ở nhiều cái nhà. Các em à, trung thu của chúng ta hôm nay có sự tham gia của rất nhiều các vị đại biểu của các người mạnh thường quân, các bậc phụ huynh và đặc biệt hơn là có tất cả các em học sinh trong trường tiểu học nơi Trang Lâm. Nếu các chị thấy phiên live để ý nghĩa thì các chị chia sẻ phiên live này rộng rãi lên nha, lan tỏa tình yêu thương của các cùng các bé này, niềm vui hạnh phúc của các chị. Chị Hạnh Hồng ơi, chị sản phẩm chị em xin quay điện thoại trên live đi chị ơi. Hôm nay là các bé sẽ được ăn đùi gà nè, đây đùi gà đấy, cây để trên bàn cả nhà không ạ, đó mỗi bé là được ăn gà rán nha, đùi gà nha, đây mỗi phần nha, và được ăn bánh ăn kẹo luôn đó.
Đấy, ai cũng được luôn nha. Về sự ai cũng được ăn đồ gà, ai cũng được ăn bánh này và ai cũng được là pháo hoa. Và chương trình là diễn ra rất là bài bản chuyên nghiệp nha cả nhà ơi. Nha, là có những tiết mục văn nghệ nè, biểu diễn của các bé xem nè. Sau đó là từng bé sẽ được lên nhận quà từ chị Mai và anh Thắm nè. 400.000 phần quà, 400.000 phần quà. Malisa, xin giới thiệu bà Lê Thị Trương, giám đốc tổng thị viện Malisa. Xin giới thiệu bà Nguyễn Thị Cát Ca, giám đốc tài liệu giam công ty tài liệu giam C. Về phía chính quyền địa phương, xin giới thiệu ông Lê Đăng Đoàn, phó chủ tịch phường Nghĩa Tân. Về dự chương trình ngày hôm nay, còn các bậc phụ huynh, các thầy cô giáo và các tổ công nhân viên nhà trường tự học nơi chân lâm, chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Và phần không thể thiếu trong ngày hôm nay là các bạn nhỏ thiếu nhi trường tiểu học nơi chân lâm và 200 bạn nhỏ ở tại khu môn thân, nhiệt liệt chào mừng nào. Thay mặt cho ban tổ chức, cứ xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm của ban giám hiệu nhà trường, các thầy cô giáo và nhà tài trợ thẩm mỹ viện Malisa và tạo đồng pham đã tổ chức chương trình trung thu cho em. Chúc quý vị đại biểu dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị công tác của mình. Chúc các em nhỏ thật chăm ngoan, học giỏi, tham gia chương trình Tết trung thu thật vui tươi bổ ích. Xin trân trọng cảm ơn. Đây xin mời đồng chí bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường thầy Dương Hiển Cảnh lên đọc thư trung thu chúc mừng các em. Xin trân trọng kính mời thầy. Chiều hôm nay hàm ý viện Malisa sẽ kết hợp với lại tỉnh Đắk Nông tổ chức cho các bé ở buôn làng Bon Cu Con này và trường tiểu học Nha Trang Long ở Nghĩa Tân Gia Nghĩa Đắk Nông các bé một cái đêm hội trăng rằm dành cho tất cả các bé ngày hôm nay và hơn giờ gần 400 phần quà dành cho các bé. Thì trong mỗi phần quà sẽ bao gồm là một sữa, sách vở và bánh trung thu cho các bé lồng đèn và sẽ có phần gà rán cho các bé và khoai tây để các bé có thể ăn tối này các nhà và có bánh trái rất là nhiều luôn. Đó. Ngày hôm nay đúng là một cái Tết trung thu phải nói là ý nghĩa nhất của các bé vì vừa được nè ăn uống rất là thịnh soạn luôn, vừa được nhận quà, vừa được chơi đùa, vừa được xem văn nghệ, cảm thấy rất là vui luôn. Chắc là các bé thì trước đến giờ chưa bao giờ có một cái đêm gọi là Tết trung thu mà ý nghĩa như thế này cả nhà, rất là ý nghĩa luôn, cực kỳ đủ luôn. Quá tuyệt vời, các bé nhìn vui quá. Cảm ơn Ngô Thị Hậu rất là nhiều nha. Đây, những em bé nào cũng rất là vui nè. Rất là háo hức luôn. Chính như đồng chí đã lên bên ngoài, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Nghĩa Tân. Về địa phương tổ dân phố thì giới thiệu là có một em Kim Anh. Có rất là nhiều phụ huynh hỗ trợ cho các em. Và hôm nay rất là đông đủ các phụ huynh ấy. Toàn thể các em học sinh trường tiểu học Nha Trang Đơn và 200 em học sinh của Bon Cu Con về dự buổi chiều hôm nay, một cái buổi chiều trung thu rất là hoa và đầy ý nghĩa. Nhận thấy mặt con nhà trường, mặt con thì dạ đúng rồi, rất là đông vui đấy chị Hoàng Lê ơi, cực kỳ là đông vui, không khí cực kỳ là nhộn nhịp luôn, không khí vô cùng là nhộn nhịp luôn cả nhà nha. Mới có 3:30 mà không khí rất là nhộn nhịp luôn, các bé là đến đây là sĩ học viên là chủ tịch nước và các em học sinh chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Hà Nội ngày 26/9/2023, thư của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi các cháu thiếu niên nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu năm 2023. Các cháu thiếu niên nhi đồng vui quý trong không khí rộn ràng của cả nước,
tôi hôm nay gửi đến các cháu thiếu niên nhi đồng Việt Nam trong và ngoài nước, các cháu ở ngoài nước, những lời chúc và những tình cảm thương yêu chiều mến nhất trong ngôi làng Tết của chúng tôi. Các cháu lại cùng vui chơi, cùng tham hành, cùng quay quanh ngày hôm nay phải nói là một cái trình thu rất là ý nghĩa của các bé này. Ai cũng vui vui gương mặt của các bé trẻ rất là vui, rất là nô nức, rất là mong chờ. Vì hôm nay vừa được ăn Tết rất là ngon nè, vừa được chơi rất là vui nè, và còn vừa được nhận quà từ trường xây dựng và hoàn thiện những người lớn từ những nhà mình. Thì quá là tuyệt vời đến trẻ em, đúng là bằng tình thương yêu, trách nhiệm và những hành động thiết thực, đặc biệt là sự quan tâm của các cháu có hoàn cảnh khó khăn, các cháu mồ côi, các cháu ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, để mọi trẻ em được đón Tết Trung Thu đầy đủ, tròn vẹn, được học tập, sáng tạo, vui chơi trong yêu thương của gia đình và cộng đồng. Tôi rất xúc động và tự hào khi thời gian qua các cháu có nhiều tiến bộ, làm nhiều việc hiếu thảo với cha mẹ, biết giúp đỡ và sẻ chia với những người kém may mắn hơn mình. Tí là mình được nhận quà nha, được nhận quà nữa nha. Tối được ăn gà rán con vui không? Gà rán nha, vui không? Vui đúng không? Vui không? Vui hả? Con được ăn bánh trung thu nữa, có trung thu cho con nữa. Có sữa nè, có trung thu, có cà rán. Yêu gia đình, lễ Tết, biết đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau. Khi mua làm gì thì có ai được ăn cà rán gì không? Trời giỏi, là cháu ngoan các mồ. Chúc các cháu đón Tết Trung Thu thật vui tươi, an toàn và hạnh phúc. Bình thường con có ăn cà rán không? Hả? Bình thường con có được ăn gà rán không? Có. Có à? Có ăn bánh trung thu không? Có. Tối nay ăn nữa vui không? Có. Vui à? Có đồng đèn nữa? Có. Đa số là những bé đồng bào địa phương thì không được ai chấm kể. Đúng là hàng hóa là một điều kiện kinh tế và cho nên đôi khi trẻ sẽ bé nào cao hết. Tôi có điều kiện nhiều để được làm những người rất là hòa. Nhưng ngày hôm nay, một người phụ cao đẹp thì sau hôm nay và những thầy Kim Khánh của thầy Nguyễn Lê Cha đã đích thân đến trực tiếp để trao tặng đến trong thầy Nguyễn Lê Cha. Chương trình là xin kính chào kính mời giám đốc Bệnh viện Mang Lê Cha và Lê Hỷ đã có lời chuẩn bị là đem quà ra để trao cho các bé cả nhà. Lần kính thưa ban lãnh đạo thầy nhà, kính thưa các thầy cô, các em nhỏ, lời nói đầu tiên thì cho con là Mỹ Duyên xin gửi lời chào đến tất cả quý vị đang có mặt trong buổi lễ chiều ngày hôm nay. Nhân dịp Trung Thu năm 2023 thì đại gia đình Mai Sa có phần quà gồm có bánh trung thu, có sữa, có sách vở và có bông đèn trung thu cùng với suất ăn là gà rán và khoai tây chiên xin gửi tới cho các em. Tuy món quà nhỏ nhưng mà cái tấm lòng của đại gia đình Mai Sa gửi tới cho các em nhằm chia sẻ yêu thương cũng như là động viên các em có thêm tinh thần học tốt, sáng học tốt và là con ngon trò giỏi cháu ngoan của bác Hồ. Và Duyên xin gửi lời chúc sức khỏe cho tất cả quý vị. Một lần nữa thì Duyên xin chân thành cảm ơn ạ. Xin trân trọng cảm ơn các vị của bà. Các bạn ơi, chú Cuội đã xuất hiện rồi này. Chú Cuội muốn hỏi chị Hằng đó là chị Hằng ơi, chị mình có một bí mật hay không? À, bí mật gì vậy? Chú Cuội kể cho chị Hằng và các bạn nhỏ nghe đấy. Trước khi xuống đây á, chú Cuội đã đi tham quan một vòng chiều mình để thấy các bạn á, gặp rất là nhiều tiết mục văn nghệ hay lắm. Có thích xem không? À, chị thích không? Chị quay vụ cười không? Các bạn có thích xem văn nghệ không? Có này được. Có không? Có này được ăn gà rán vui không? Có bánh trung
thu cho con nữa. Gà rán kìa kìa. Chú con gái hay là con trai? Trai. Chú ơi, chú kia con trai con gái? Vui không? Tối nay con được ăn gà rán nữa vui không? À, bình thường con có hay ăn gà rán không? À, một tuần mẹ cho đi ăn một lần. Một tuần mẹ cho ăn một lần thôi hả? Hôm nay được ăn nữa mẹ có la không? Không. Có bánh trung thu nữa, có lồng đèn cho con nữa. Vui không? Vui không? Có, nhưng mà con được xem vui lần múa. Cái này con nói gì? Con xem vui lần vui hơn. Xem vui lần vui hơn hả? Không, anh xem cái đấy á. Nhưng mà tối nay được ăn gà rán vui không? Ăn bánh trung thu nữa. Không biết ăn bánh trung thu nha. Không biết ăn bánh trung thu hả? Tối nay con được ăn gà rán vui không? Dạ. Có bình thường có ăn gà rán không? Có bánh trung thu nữa. Chưa ăn bao giờ hả? Tối nay con được ăn ha. Cùng với tất cả bà con và cùng với
em có mặt trong Tết Trung Thu buổi ngày hôm nay ạ. À, một lời chúc sức khỏe và một lời chào trân trọng nhất ạ. À. Hôm nay thì vợ chồng Mai Khánh cùng với đại gia đình tập thể cán bộ nhân viên Malisa tới đây để trao những cái phần quà rất là nhỏ với mong muốn là chia sẻ những tình cảm yêu thương cùng với gia đình nhà trường, ban lãnh đạo địa phương để gửi tới các con và chúc cho các con thật là ngoan, học thật là giỏi, nghe lời thầy cô và cũng chúc cho tất cả các ban lãnh đạo và cán bộ các thầy cô nhà trường tiếp tục công tác và tiếp tục là cống hiến để tương lai cho tất cả các em sau này để trở thành người có ích cho xã hội ạ. Và một lần nữa chẳng có gì hơn ạ, đại gia đình Marisa cùng với bản thân Mai xin cảm ơn ạ. Xin cảm ơn bà. Bây giờ các bạn ơi, phát biểu cực kỳ tình cảm của tổng giáo Mai Sa đúng không các chị? Mang đến những phần quà cho tất cả các bé. Mai Sa xin chào chị Sumel nha các chị ơi. Và nãy giờ em cũng như họ các bé là các bé chưa bao giờ được ăn bánh Trung Thu các chị. Thì đây là trong một cái này là con của con nha. Cũng như là các bé là trường tiểu học là nơi trang luôn. Thì rất là thương các bé luôn các chị. Thì hôm nay tổng giáo Mai Sa cũng chưa ôn học chiến thắng kết hợp với đơn vị tỉnh Đắk Nông để trao cho các bé bé những phần quà bánh Trung Thu, các chị gà rán, khoai tây và cho các bé một cái đêm hội trăng rằm vô cùng ấm áp. Ngày Tết Trung Thu còn là dịp để người ta ngắm trăng, tiên đoán mùa màng ở đấy. Bởi vậy dân gian một con câu ăn lúa tháng năm. Các bé đến tham gia vô cùng đông vui. Gần 400 phần quà sẽ được trao cho các bé hôm nay, ngày 28/9. Chị Nương Mỹ ơi, yêu vợ chồng tôi nhiều lắm, cảm ơn chị nha. Cảm ơn tấm lòng vàng của anh chị, kính chúc gia đình anh chị. Các bạn muốn tham quà giờ các bạn hãy trả lời các câu hỏi của chị Hằng về chúng tôi nhé. Các chị ơi, nếu mà các chị thấy phiên live thì cũng là Mai Sa ý nghĩa. Các chị chia sẻ phiên live này cho Mai Sa nha. Đã lan rộng tình yêu thương. Bạn nào mà trả lời đúng cũng được nhận quà nha. Đồng ý không? Chúng ta đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng chưa nào? B chú Cùi và Thảo Ngọc, C chú Cùi và chú Cùi và chị Hằng. Mời các bạn chào nào. Có nhiều người biết chào bạn nào đây. Biết chào nào đây. Rồi, đầu tiên mời các bạn ra một nha. Mời bạn Trường Hân. Nhường cho bạn khác này. Cô đồng lại cho hỏi nha. Nhất phần vào đường, nhất lấy nhiều nhất trong ngày Tết Trung Thu. Chị Hằng và Phạm Ngọc. B chú Cùi và Phạm Ngọc. C chú Cùi và chị Hằng. Đưa tay lên, đưa tay lên. Vâng, bạn lớp 3 đây, cô mời thứ nào. Ôi trời, đáp án gì? Đây là đáp án chính xác đó các bạn ơi. Cái chuối. Ê,
Đứng lên con, đứng lên trả lời. C, A và B đều đúng. Đứng lên trả lời con. Đáp án gì? Bánh dẻo. Bánh dẻo. Bánh dẻo. Đáp án một câu trả lời. Chưa chính xác rồi. Không, trả lời gì? Câu hỏi bằng 5 này đây. Câu hỏi bằng 5 lúc 2 nào? Câu trả lời gì? Trung thu và lòng đèn trung thu và bao gồm những phần gà rán cho tất cả các bé để với các bé ăn tối các chị nha. Để chú live stream đứng còn lại có đứng dựa cho anh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chiên. Rồi các con nhìn đây này, các con nhìn đây này. Thấy không? Các con giơ tay. Rồi các bạn nhỏ giơ tay lên anh ạ. Vô. Có đi xuyên không? Đi đây này, bay này. Chị bay nha, thôi. Che mặt cô rồi. Rồi chúng ta đi nhận nhận quà nào. Bây giờ con nói này, bây giờ hai người mà đầu tiên này, các con đi, đi qua đây, các con lấy quà, các con đi xuống đó luôn nhé. Rồi bây giờ con đi qua đây. Đứng sau xếp em ơi. Đây, đưa cho con. Đứng được sau xếp kìa. Đây. Đứng được sau xếp. Bê hàng cái thùng cho bạn này em ơi. Bê hàng cái thùng á. Dạ vâng, nhưng mà phải cho quà ra chứ. Ông Mai ơi, Mai cho xếp quà đứng trên đây chụp hình chứ. Đứng bậc cầu thang, đứng bậc cầu thang này. Là sao? Đem quà xong xếp này. Anh phải làm ra. Cầm quà, phát quà cho đứng đây chụp hình luôn. Quà chứ chứ hình như hả? Ý là muốn tặng quà hết rồi, các cháu đứng đứng rồi chụp hình hết rồi, có đang có quà. Các con để nếu mà vậy đứng một lớp trong này đấy, đứng một lớp ngoài có quà thôi. Để chụp hình thôi chứ làm sao xếp được. Đây con này. Đưa một hàng ngoài đi. Một hàng ngoài thôi. Một hàng ngoài đi. Em ơi, hồi rồi chỉ một hàng ngoài thôi. Chú Lê Lai chia mấy chú lấy xa ra tí chứ chú cứ khấn khấn như vậy anh em thôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bạn nào có quà mới Thị Ánh Tuyết,
Điều ý Diệm Ý Lâm Lê Thị Ngọc Lành Hờ Y Long Đinh Thị Bảo Trân Ý Khải Hờ Trung Lâm Bùi Hữu Hưng Ý Ngọc Phúc Khang Hà Thiên Duy Hờ Bích Ly Bùi Y Bảo Và Bá Cá Y Pha Hờ Mỹ Hạnh Lê Thiên Hương Lê Ngọc Thiên An Y Quốc Thịnh Lê Hoàng Văn Bảo Điều Đức Anh Huỳnh Ngọc Bảo Trân Trần Bảo An Y Tây Triều Y Lương Đặng Thị Ngọc Lan Điều Y Thanh Triều Y Bơn Lò Y Minh Quân Phụ Minh Nhật Bùi Thùy Quang Bùi Gia Thiên Điều Trọng Sơn Hồ Hải Hồ Trang Hồ Trương Nghi Nghê Hồ Nguyễn Hồ Trung Y Quân Hồ Thẩm Quang Lâm Hồ Ngọc Tiếp Hồ Nguyên Hồ Kim Thanh Yêu Ngọc Nhạc Vui không? Vui không? Bùi Y Bảo Và Bá Cá Y Ba Hồ Mỹ Hạnh Lê Thiên Phương Lê Mộc Thương An Y Quốc Cảnh Nghê Hoàng Văn Bảo Điều Đức Anh Huỳnh Ngọc Bảo Trân Trần Bảo An Y Tây Điều Y Lương Đặng Thị Ngọc Lan Điều Y Phong Con vui không? Vui à? Có quà, quà có gì? Quà có gì? Có tập có lòng đèn luôn Chào xin mời đại diện của thẩm mỹ viện Melissa. Xin mời vợ chồng cô Khánh và chú Khánh và công an. Bây giờ mới gỡ
còn nhỏ đâu chưa có quà gì đây đấy ạ. À? À các bạn nhỏ ơi, các bạn nhỏ này quà cho các bạn ngấy lệ một tí nha, để chúng ta chụp hình mình bức hình đẹp nha. Hai chị em à, cầm lấy, cầm lấy nha.
Mày đi bộ đó là phải về hơn 2 tiếng mà đường rất xấu. Các bạn trước là đường rất xấu. Mai các anh có bộ đó không? Đó, thôi đi. Đúng rồi. Cái đó là toàn người Mông nè. Rồi, chú thấy anh hỏi luôn đi. Thì đối với Tứ Diều trong tỉnh Bánh Xá thì làm rất là nhiều chương trình thiện nguyện, nhưng mà lần này cũng là cái lần đầu tiên là Tứ Diều Bánh Xá quyết định là lên vùng Đắk Nông, bởi vì là qua một số thông tin cùng như là tìm hiểu kỹ thì thấy là ở trên này là còn có các em nhỏ, đặc biệt là vùng sâu vùng xa còn nhiều sự thiếu thốn. Thì nhân dịp là trung thu này thì Thương hiệu Marisa muốn gửi tới cho các bé những cái món quà thiết thực nhất, tuy rằng nó nhỏ nhưng mà đó cũng là một cách chia sẻ những cái tình yêu thương đến cho các em nhỏ vùng sâu vùng xa, để mong muốn các em đồng viên khích lệ các em là luôn luôn cố gắng học tập thật tốt và cũng như là muốn lan tỏa những cái tinh thần tích cực để cho tất cả những các mạnh thường quân trên mọi miền đất nước, đặc biệt là các mạnh thường quân, để mà dành những cái chút thời gian cũng như là dành những cái tình thương, những cái món quà đến cho tất cả các em ở vùng sâu vùng xa. Và không chỉ là riêng hôm nay thì làm cái chương trình thiện nguyện, không chỉ hôm nay mà làm cái chương trình là phát quà trung thu này, mà vào ngày mai là lúc 9 giờ sáng thì Thương hiệu Marisa cũng sẽ phát quà hơn 1.000 phần quà ở một cái xã, có hai cái xã rất là đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn, có nghĩa là đang khó khăn nhất ở trong cái tỉnh Đắk Nông này, đó là xã Quảng Hoa. Bởi vì những xã này thì đa số là 60-70% là bà con là đồng bào dân tộc Mông và Mơ Nông. Cho nên là nhân tiện đây thì cũng muốn là kêu gọi tất cả những cái mạnh thường quân trên mọi miền đất nước, chúng ta có thể là hướng về các bà con vùng sâu vùng xa, đặc biệt là ở trên Đắk Nông. Thì nếu mà các mạnh thường quân có cơ hội cỏ sát với thực tế thì bà con ở đây rất là nghèo, rất là khó khăn. Cho nên là chúng ta cần phải là lá lành đùm lá rách để mà chia sẻ những yêu thương và không bỏ ai này đứng sau cả. Tên tôi là Phan Thị Mai, và hôm nay tôi đi cùng với ông xã Hoàng Kim Khánh và một số ban lãnh đạo tập thể cán bộ nhân viên Marisa, đại diện cho Thương hiệu Marisa lên đây để phát quà cho các cháu. Tổng giám đốc. Rồi chức danh của tôi là tổng giám đốc thương hiệu thẩm mỹ viện Marisa. Thế chủ mua cái Zalo. Cảm ơn nha, nói dạ. Đây có gì cắt ra thấy. Ok. Các chị ơi, thế là chương trình của phát quà của chị tổng giám đốc Mai Sa với lại CEO Hoàng Kim Khánh hôm nay cũng đã hết. Xin chào tất cả các chị Hoàng Nha và hẹn gặp lại tất cả các chị. Mình vào sáng mai sẽ tổng giám đốc Mai Sa sẽ tiếp tục phát quà cho tất cả các bà con ở vùng sâu vùng xa các chị nha. Đây của con đây. Ôi dồi ôi, cho một con cái khóc thế này. Ôi dồi ôi, có một ăn hả? Con cháu đây nó chú này. Hạ nhá. Rồi tí nữa ngày mai vào ngày mai nhá. Rồi con vào đây, con vào đây. Này. Đây. Con vào đây. Con cho con xin là con nói đi, con nói chú ý nè. Rồi thấy không, con có chưa, con lại đây nè. Rồi phải đi nhanh nhanh, người ta thu mất cho nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các chị mình vào sáng sớm ngày mai nhé.